Cô biết không, tôi rất ghét cô. Dù mạnh khỏe hay đau ốm, anh hứa anh chỉ yêu mình em. Su-yun à, em có bằng lòng lấy anh không? Anh đỗ rồi à? Đỗ rồi, Su-yun ơi. Không phải mẹ cho chúng con kết hôn thì con mới chịu làm phẫu thuật đâu. Sao con lại muốn thế? Vì anh ấy là người con yêu thương. Được rồi. Hãy phá thai đi. Chỉ vì chuyện này mà tôi phải đau đầu. Mẹ. Phẫu thuật rất thành công, nhưng bệnh nhân vẫn chưa thể hồi phục ý thức. Con trai tôi không thể vì cô, không thể sống với người bệnh tật như cô cả đời được. Không thể được. Em rất yêu anh. Con không thể nào tha thứ cho mấy người ấy. Tôi đã cho các người cơ hội rồi. Tôi sẽ từ từ phá hủy nó. Su-yun bây giờ là một người hoàn toàn khác. Hãy xem tôi tiếp cận anh như thế nào. Dù em có tha thứ thì anh cũng sẽ không thể bỏ qua cho chúng. Cô đi thử ADN để xem Ji-ho có phải là con của thằng khốn ấy không hả? Nếu anh còn tiếp tục đến nhà tôi thì tôi sẽ giết anh. Tránh ra, tôi sẽ đi nói cho cậu ấy biết. Cậu không được đi. Hãy yêu đừng e ngại. Bộ phim truyền hình Hàn Quốc dài 78 tập khắc họa một cách sinh động về tình yêu chân chính và ý nghĩa của gia đình thông qua tình yêu. Phim được lên sóng truyền hình Nghệ An vào 17:45 hàng ngày, bắt đầu từ thứ Tư ngày 20 tháng 11 năm 2013. Mời quý khán giả đón xem.